Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời và Lộc vừa phi từ Hà Nội về và bây giờ Lộc muốn làm cái video để chia sẻ cho các bạn về bốn cái lý do thường mà các bạn sẽ không được duyệt quảng cáo được update năm 2019 này. Thì bốn cái lý do này là cái lý do khá là buồn cười nhưng mà không thể ngờ được các bạn, nhưng không thể ngờ được là Facebook nó lại cấm những cái lý do này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với từng cái lý do. Lý do khiến quảng cáo Facebook không được duyệt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái lý do thứ nhất, lý do số 1. Thì cái lý do đầu tiên đấy các bạn ạ, nó sẽ là nội dung hình ảnh là quảng cáo theo kiểu là kiểu trước đấy và sau, trước và sau khi dùng sản phẩm, đấy. Thì cái dạng lý do này là cái dạng sẽ không được chạy quảng cáo các bạn ạ. Thì các bạn sẽ thấy là rất là nực cười, vì mình chạy quảng cáo thì mình cố gắng chỉ muốn chứng minh cho Facebook nó biết là cái sản phẩm của mình nó chất lượng thế nào. Người có những người khác họ đã dùng, người trước họ đã dùng, họ đã kết quả sản phẩm như thế nào, thì mình chỉ muốn review trong quảng cáo của mình để chứng minh cho khách biết là thôi. Thì nhưng mà Facebook họ lại không tin tưởng những người chạy quảng cáo theo cái kiểu này các bạn ạ. Bởi vì những người chạy quảng cáo theo kiểu này đấy, Facebook nghĩ là mình là không uy tín các bạn ạ. Facebook nghĩ là mình gọi là mình gọi là mình chỉ muốn lừa bịp khách hàng thôi. Bạn hiểu không? Facebook nó cái thuật toán nó rất là buồn cười. Nó cảm thấy là mình như đang xảo trá, đang gian dối. Bởi vì đối với Facebook ấy, đối với Facebook thì cái kiểu dạng quảng cáo này ấy, nó rất là nhạy cảm, nó rất dễ lấy lòng tin các bạn, rất dễ lấy lòng tin của khách, của người xem quảng cáo. Thì thật ra cái này không phải là Facebook đưa ra đâu các bạn ạ, mà thật ra là những cái lý do bị cấm này là do những người xem quảng cáo, do những người kích vào quảng cáo đó họ phản hồi các bạn ạ, họ phản hồi bởi những quảng cáo có chứa cái nội dung như thế này, phản hồi Facebook, và Facebook mới thấy có nhiều người phản hồi quá thì họ mới lấy làm lý do của họ thôi. Thì buộc rằng nó sẽ ảnh hưởng trên chúng ta đó, nhưng mà Lộc khuyên các bạn là cố gắng nghĩ ra một cái cách quảng cáo khác đấy. Và thật ra đấy thì bây giờ theo chiến lược marketing ấy, thì không ai ta bán hàng trực tiếp, không ai bán hàng trực tiếp qua quảng cáo nữa rồi, chỉ có những hàng giật tít thôi, hàng giật tít, hàng bán gọi là bán thời vụ đấy thì mới chạy quảng cáo thôi, chứ còn đa phần bây giờ là đều chạy bằng hệ thống marketing. Thế nên là cái trường hợp bỏ qua cái lý do số 1 này là rất là đơn giản. Bây giờ ta sẽ đến với cái lý do thứ hai, lý do số 2 thì lý do này là lý do cũng khá là buồn cười thôi, là lạm dụng dấu thăng. Cái này gọi là hashtag các bạn, lạm dụng dấu thăng hay là lạm dụng hashtag. Thì bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn thừa biết là khi mà các bạn đánh dấu thăng, các bạn đánh dấu thăng như này, thì những cái bài viết nào có cái tag này, có cái thẻ này, có cái đạn đánh dấu thăng như thế này thì sẽ được Facebook ấy, nó thì sẽ được Facebook sắp xếp, gọi là xếp vào với nhau, xếp vào một danh sách. Thì khi mà bạn kích vào cái tag này ấy, nó sẽ hiện ra các bài viết có chứa cái thằng này, các bạn hiểu chưa? Các bài viết có chứa cái thằng này đấy, cho nên là các bạn rất dễ bị
bị bỏ bị à. Cho nên là cái quảng cáo bạn nó rất dễ bị Facebook nó không phê duyệt, bởi vì là các bạn nhiều cái tag này quá, nhiều các bạn đặt cái tag này để cho cái chữ nó màu xanh đấy đấy. Chúng ta từng hiểu được rằng là chúng ta thích cái chữ màu xanh nên là chúng ta đặt cái tag, ví dụ đây là mình đặt đây nhé, đấy các bạn biết là đây, ví dụ như là đặt vào đây đấy, bạn nhìn chưa, đây bạn đọc đấy, nó bắt đầu đặt tag luôn, các bạn nhìn này, Facebook sẽ hiểu đây là tag luôn, và khi bạn enter phát thì nó sẽ hiểu đây là màu xanh, đúng không? Thì bạn thích cái màu xanh đấy, các bạn hiểu chưa? Cho nên là các bạn thường dùng cái này, và có những người dùng cái thăng này với một cái câu rất là dài, xong rồi còn đánh theo kiểu muốn đánh nó dài, đánh theo kiểu này này đấy, đánh theo kiểu này, cho nên là câu nó rất là dài, cho nên là nếu như mà dính phải cái lỗi lỗi thăng này đấy thì là nó sẽ bị hủy quảng cáo ngay đấy. Thì cho nên là các bạn bây giờ cố gắng dùng một tag thôi, nhiều nhất là hai tag trong một cái quảng cáo của mình, và nếu mà cái tag nào mà nó dài quá đấy thì không dùng nữa, và các bạn nên học cách nhá, các bạn nên học cách gọi là cách các bạn nên học cách các bạn nên học cách các bạn nên học cách viết chữ in đậm, học cách viết chữ in đậm nhá, viết chữ in đậm trên Facebook, thì các bạn kéo xuống cái link của cái video này, Lộc sẽ hướng dẫn các bạn, ở dưới có cái link của cái video hướng dẫn các bạn cách viết chữ in đậm trên Facebook rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Thì nên học cái cách viết này nhá, thì đừng có sử dụng cái tag nữa, bớt cái sử dụng cái tag đi thì nó sẽ đỡ. Nếu bạn muốn làm nổi bật cái chữ nào lên ấy, thì dùng dùng cái cách viết chữ in đậm trên Facebook thay thế cho cái tag màu xanh này. Đấy, cái tag màu xanh này chỉ đặt nhiều nhất là hai tag và ngắn gọn thôi. Đấy, các bạn phải nhớ thế. Thì đấy là cái lý do số 2, lý do số 3 nhé. Lý do số 3 chúng ta sẽ cùng nhau một cái lý do số 3. Lý số 3. Ở mấy trước nãy mình không có chữ do. Lý do số 3. Thì cái lý do số 3 này nếu muốn chia sẻ với các bạn là một cái lý do rất là khó khó đây. Lý do này rất là khó. Lý do này là lý do chứa các từ bị Facebook cấm. Thì các bạn biết là nó rất nhiều từ, thì nhưng mà các bạn thừa biết là từ tục tĩu, từ bậy bạ, từ giật gân, từ sốc, rồi là từ từ, từ tít, rồi các loại các từ gọi là gây choáng ngợp, rồi lung tung cả. Đấy, rồi cả là các từ dễ dễ gây hiểu nhầm và rất là nhiều các thứ khác đấy, thì nó sẽ bị Facebook cấm. Nhưng mà năm nay đấy thì Facebook cấm thêm một số cái từ này, cam kết đấy 100%. Thì các bạn sẽ thấy rất là buồn cười là những trong cam kết thì tôi bán hàng, tôi cam kết với khách hàng thì nó có làm sao đâu, đúng không? Nhưng mà Facebook ấy, họ hiểu rằng là 97% những người sử dụng từ cam kết 100% rồi là đảm bảo 100% với lại cái gì đó, những cái gì mà gọi là mà mang tính xác quyết đấy các bạn, mang tính 100% đấy, rồi mang tính là chính xác đấy, như là, rất cao đấy, thì những cái từ rất cao rồi là chính xác rồi là đảm bảo rồi cam kết từ tất cả các loại những từ chính xác rất cao rồi uy tín chất lượng 100% đấy, thì đối với Facebook nó sẽ hủy hết, bởi vì Facebook nó hiểu được rằng là tất cả mọi thứ chỉ ở tính tương đối mà thôi, cái gì cũng chỉ ở tính tương đối mà thôi, không cái gì trọn vẹn, không gì hoàn hảo cả. Đối với Facebook là như thế, cho nên là các bạn sử dụng cứ cam kết 100% đi là sẽ bị loại bỏ nhá, cứ đảm bảo 100% đi rồi là cứ các thứ 100% rồi cứ giật tít giật gân đi là các bạn sẽ thấy cái từ cam kết này nó cũng sẽ bị liệt vào những cái từ bị không được duyệt nhá. Từ thứ hai là từ giảm béo này, giảm mỡ này. Đấy, từ gọi là các từ giảm cân này, đấy, rồi là tăng chiều cao này, đấy, hay thêm một số từ liên quan đến thân thể nhá, từ liên quan đến thân thể tức là trực tiếp sức khỏe con người đấy, ví dụ là tăng cường này, sinh lý này, đấy, tăng cường sinh lý này, tăng vòng 1 này, đấy,
đấy, thì các bạn có giảm cân rồi thì đừng thì lại thức tăng cân nhá. Đấy, thì những cái này nó rất là nhạy cảm, nó động đến cái sức khỏe của con người ngay, thì là Facebook sẽ rất là khó duyệt, rất là khó duyệt. Đấy, có những cái từ nó liên quan như thế, liên quan yếu sinh lý này, đấy, yếu sinh lý này, rồi là các loại, chung quy là nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người các bạn. Những cái từ này nó rất là nhạy cảm, liên quan đến trực tiếp đến sức khỏe con người là, thì Facebook họ rất rất là nghiêm ngặt đấy, những cái gì mà liên quan đến trực tiếp đến con người, đến sức khỏe của con người, đến sức khỏe nhá, đến sức khỏe đến cơ thể của con người thì là nó rất là nhạy cảm. Thì đấy các bạn cố gắng chú ý, các bạn cố gắng chú ý nhá, là các loại từ ngữ nó liên quan ấy thì các bạn phải cố gắng để ý ra. Bởi vì ấy, Facebook rất là sợ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, và họ bảo vệ cái sức khỏe con người rất tốt. Và thứ hai là những cái gì bảo đảm 100% là Facebook họ không tin. Họ nghĩ rằng những gì mà bảo đảm 100% với cam kết 100% là lừa đảo là chủ yếu. Thế cho nên là các bạn phải chú ý về cái cách dùng từ này. Đấy, các bạn chỉ có cách là dùng những cái từ khác, cái từ này mà có nghĩa tương tự hoặc thấp hơn một chút để có thể quảng cáo thì chạy được. Nhưng mà các bạn biết đấy, là bây giờ người ta không chạy cái ấy nữa rồi, người ta không chạy bán hàng trực tiếp bằng Facebook nữa rồi. Đấy, người ta chỉ dùng Facebook để kéo để hút khách hàng vào hệ thống marketing của họ thôi. Đấy, cho nên là những cái này có thể là thường là sẽ không thể dính vào. Và cái thứ tư là cái mà các bạn bán hàng trực tiếp cũng hay bị, và đặc biệt là các bạn bán mỹ phẩm. Đấy, thì các bạn thường đăng những hình ảnh ấy, lý do thứ tư là đăng hình ảnh để lộ da thịt, để lộ bộ phận, để lộ cơ thể nhá, cơ thể đấy, chung quy là sexy, chung quy là nó gọi là sexy nhẹ hoặc là đấy tầm như thế, sexy nhẹ nhá. Thì nói nó cũng nhiều từ quá, ý là như vậy. Thì các bạn phải nhớ là hạn chế cái hình ảnh để lộ da thịt, ví dụ như thuốc tẩy lông. Các bạn bán thuốc tẩy lông ấy là hay bị ấy lắm, hay bị loại bỏ lắm, vì chụp ảnh vào chân này, đùi này, xong rồi là quần ngắn này là rất là bị ảnh tẩy lông là sẽ bị hỏng. Đấy, những hình ảnh mang tính chất như là người mẫu nhá. Hình ảnh như là người mẫu hở hang, đúng không? Nó không phải là xích nặng lắm, nhưng mà nó là xích rất là nhẹ thôi. Đó, hình ảnh người mẫu hở hang này, hình ảnh tẩy lông này, đấy, tẩy lông này, đấy, hình ảnh gọi là hình ảnh, ví dụ như các bạn bán các loại thuốc tắm trắng ấy, thì có hình ảnh tắm trắng này, đấy, hình ảnh tắm này, đấy, hình ảnh hở ngực một tí này. Gọi là hình ảnh áo hai dây này, áo hai dây đúng không? Các bạn bắt áo hai dây đấy, nhớ hở ngực, bắt áo hai dây đúng không? Thì thường là chụp những ảnh hở ngực đấy thì nó rất là khó bán. Chứ còn nót còn lung thì các em này quá này bị cấm rồi đấy. Chứ quy là những cái như vậy, các bạn cố gắng xem xét và kỹ lưỡng qua. Thì đó là một số cái update mà Facebook năm nay nó kiểm duyệt chặt chẽ hơn cho cái chạy quảng cáo của họ. Thì thật ra đấy, thì tất cả những cái này chỉ có cái đặt dấu tác, lạm dụng tác và Facebook họ muốn hạn chế đi thôi. Bởi vì đăng nhiều tác quá, ngay cả kể các bạn không chạy quảng cáo nó cũng bị spam luôn, chứ không phải là chạy quảng cáo. Thì đó là một số các lý do. Còn cái lý do còn lại đấy là do những người dùng Facebook, do những người xem quảng cáo Facebook, họ phản hồi lại với Facebook thì Facebook mới biết được, và Facebook mới lấy cái số chung, số đông thấy nhiều cái phản hồi như vậy, quá phiền hà về những cái tin giật cân, rồi là những cái nội dung, những hình ảnh, những cái câu văn, rồi cam kết những loại ấy đấy, để vì người ta muốn cái câu nói, muốn cái từ ngữ nó đánh trực tiếp vào tâm lý khách hàng. Mà khi mà đánh trực tiếp vào tâm lý khách hàng, mà khi họ sử dụng cái sản phẩm đó rồi, họ sử dụng cái dịch vụ đó rồi, họ không thấy hài lòng thì họ phản hồi lại Facebook thôi, và phản hồi trên cái quảng cáo đó ấy, thì cái quảng cáo đó nó có những cái từ đó thì ngay lập tức về sau là Facebook họ hiểu được rồi đấy, thì họ sẽ phải cấm thôi. Cho nên là có rất nhiều cái này nó là do người dùng đấy, thì các bạn phải hiểu. Và thường thì cái bốn lý do này thì cách khắc phục của nó đấy, cách khắc phục của nó thì các bạn chỉ có cách là viết lại bài khác và
và gọi là đăng lại để cho Facebook chạy bỏ cái từ đó đi. Thì các bạn phải cố gắng, nếu các bạn nào mà bị lỗi lầm làm sao trong cái từ khóa trong cái ấy của mình ấy, thì các bạn có thể nhờ mình để mình giúp cho, để mình rà soát cho. Còn nếu các bạn nào muốn thuê mình chạy quảng cáo thì mình đang chạy quảng cáo với 30% giá trị, 30% tổng ngân sách mà các bạn chạy, mình sẽ lấy tiền công trên 30% trên cái ngân sách của bạn chạy. Thì đó là cái công mà mình làm giá chung để chạy quảng cáo thuê Facebook thuê. Thì nếu bạn nào muốn nhờ mình thì mình sẽ chạy thuê cho. Còn đa phần thì tất cả những cái lý do này chỉ có cái là các bạn phải không bỏ đi và viết lại thôi. Thì có một cái lý do nữa, mà có một cái điều nữa mà là cũng nói với các bạn là Facebook Facebook nhá, Facebook duyệt cho các bạn chạy quảng cáo nhưng mà không trừ tiền và không phân phối quảng cáo, tức là đã được duyệt, nó báo đã được duyệt nhưng mà để 2 ngày rồi Facebook vẫn không chạy nhé, không trừ tiền. Thì đó là một cái hình thức mà Facebook của họ 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 âm thầm, hoặc là họ âm thầm không duyệt nhưng mà lại báo duyệt, để cho tức là cái loại quảng cáo của bạn, cái từ ngữ mà bạn viết trên cái đó đấy, Facebook họ vẫn chưa hoàn toàn thật sự phân tích được để có thể cho phép bạn chạy. Thì cho nên là nó rất là khó để trình bày và hiểu hết được về Facebook, thì chúng ta cứ dần dần thôi. Còn bây giờ đấy, thì đối với thời điểm hiện tại đấy, thì các bạn biết là loại quảng cáo Facebook là loại quảng cáo không có cái tính chốt đơn cao, bởi vì quảng cáo Facebook là cái quảng cáo Facebook là cái quảng cáo giật tít giật gân, là cái loại quảng cáo hiển thị, nó là cái loại quảng cáo mà chỉ bán được những cái hàng gọi là hàng tức thời, hàng thời vụ. Đấy, bán nhanh bán tháo bán nhanh bán tháo rồi các loại bán thôi, thì nó mới chạy quảng cáo Facebook để bán gấp thôi, thì nó chạy quảng cáo Facebook để bán gấp thôi, thì chứ không phải là loại quảng cáo lâu năm. Những cái nhãn hàng lâu năm, những cái hàng uy tín ấy, thì họ không chạy quảng cáo Facebook nhiều để chốt đơn nhiều, cho nên là Facebook họ thừa hiểu là các bạn chạy quảng cáo theo kiểu gì khi mà đọc cái nội dung bài viết của bạn. Thì bây giờ là các loại quảng cáo Facebook chỉ để chạy để hút khách hàng vào phễu thôi, chỉ để chạy để hút khách hàng vào hệ thống marketing của họ, hoặc là để hút khách hàng vào landing page để giới thiệu sản phẩm thôi, chứ không dùng Facebook để trực tiếp kiếm tiền, để trực tiếp chốt đơn luôn. Thì đó là cái thời đại bây giờ năm 2019 này họ đã thay đổi tư duy rồi, thậm chí là có những người họ nắm bắt tư duy họ thay đổi từ những năm trước rồi, là không dùng Facebook để bán hàng trực tiếp, không dùng Facebook để quảng cáo để bán hàng ngay lập tức. Thì đó là cái từ một số cái muốn đề cập với các bạn. Thì trong cái marketing thì nó có rất nhiều cái phải học, nếu như các bạn muốn tốt hơn, bán hàng tốt hơn, muốn được huấn luyện, muốn được nhận sự training và được sự giúp đỡ của Lộc đấy, thì các bạn có thể liên lạc với Lộc, Lộc sẽ huấn luyện và đào tạo cho bạn cũng như nhân viên của bạn. Thì Lộc xin cuối cùng là cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi hết những video của Lộc, và chân thành cảm ơn các bạn. Xin các bạn hãy like, share và comment vào những video này, và có thắc mắc gì các bạn cứ hỏi, và có cái kiến thức gì các bạn muốn chia sẻ cho Lộc, các bạn hãy chia sẻ cho Lộc. Thì Lộc cảm ơn các bạn một lần nữa thật là nhiều, và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.